Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục vào những series video nhận định kèo bóng trước trận đấu. Trận đấu mà chúng mình chuẩn bị nhận định tới đây đó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Manchester United đối đầu với câu lạc bộ Melbourne Victory, một đội bóng đến từ Australia, và trận đấu này sẽ diễn ra tại Úc luôn. Melbourne Victory họ có lợi thế là sân nhà. Manu vì vừa trải qua một trận đấu giao hữu với đội tuyển Liverpool tại Bangkok, Thái Lan, và thật là bất ngờ khi mà trận đấu đó MU không được đánh giá cao hơn Liverpool, bởi vì cũng thiếu vắng đi gọi là anh CR7. Thứ hai nữa là huấn luyện viên mới Ten Hag chưa gọi là quen với chất lượng đội hình. Nhưng thật bất ngờ khi mà đội hình của Manchester đã đánh bại anh con quỷ đỏ vùng Merseyside với tỷ số là 4 bàn. Cũng đúng thôi, bởi vì khi mà trận đấu bắt đầu diễn ra thì chúng ta mới bất ngờ khi huấn luyện viên Jurgen Klopp tung ra đội hình C, tức là những cầu thủ ở tuyến dự bị nhiều, đa số là sử dụng các cầu thủ khá trẻ, khuôn mặt gọi là khá non nớt, và những sai lầm gọi là chết người của hàng hậu vệ Liverpool đã gọi là trong hiệp 1 đã bị Manu đè bẹp với tỷ số 3 bàn. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Klopp, huấn luyện viên Klopp đã tung ra gọi là đội hình mạnh nhất có thể, bao gồm những cái tên khá là quen thuộc như hàng hậu vệ chúng ta có Van Dijk, có Mohamed Salah, Diaz, những gọi là hàng công chất lượng, nhưng mà tung ra đội hình gọi là mạnh nhất có thể. Rồi dự kiến là hiệp 2 sẽ có 1-2 bàn gỡ hỗ cho Liverpool, nhưng mà cũng không làm gì được khi những con quỷ đỏ Manchester tiếp tục đè bẹp Liverpool với một bàn thắng ở hiệp 2 và kết quả chung cuộc đó là 4-0. Trận đấu đó là một trận đấu có thể nói là đáng nhớ với Liverpool khi mà sai lầm, gọi là nói thẳng căng là khinh thường đối thủ đấy. Chúng ta biết rồi, tất cả những trận đấu giao hữu thì màn đỏ họ luôn luôn khá là ghê gớm, đá giao hữu khá là hay, nhưng mà khi vào mùa giải như Premier League hay là cúp C1 thì họ đá rất là có vấn đề. Liverpool trận đấu đó họ cũng tung ra gọi là tân binh Núet, cầu thủ thế hệ Gen Z đến từ Uruguay. Ở câu lạc bộ Benfica thì Núet là vua phá lưới, và bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng Anh đã được gọi là chiêu mộ, nhưng mà trận đấu đó thì Núet cũng tung ra một hai cú sút khá là bất ngờ, nhưng mà chưa gọi là khai thác được thành bàn thắng. Trận đấu này là trận đấu mà Manu đã tới Victory tới Úc và để đối đầu với Melbourne Victory ngay sau khi trận đấu Liverpool kết thúc một ngày, cũng chưa kịp nghỉ ngơi gì cả, cũng không kịp gọi là ra chợ đêm Thái Lan ăn gỏi xoài mà đã đi luôn, bỏ quên cả cúp đấy, và khiến cho Liên đoàn bóng đá thể thao Thái đã phải ship cái cúp này đến tận Old Trafford free. Trận đấu này là trận đấu mình dự kiến là có một kết quả chiến thắng cho Melbourne Victory, sorry anh em, cho những con quỷ đỏ thôi. Đó, dự kiến đội hình ra quân của MU thì chắc là vẫn những cái tên khá là quen thuộc. Chúng ta có thủ thành David Ngộ Không, chúng ta có hậu vệ Dalot, Varen, Macai. Ở trận đấu với Liverpool thì Macai không ra sân nha anh em nhé. Trung vệ có Talat, có Fred đại đế, có Maxime Tomini. Hàng công chúng ta vẫn có Martinez, Raphaël, Bruno Fernandes. Và quá là buồn khi mà khá là nhiều anh em gọi là Việt Nam sang Thái Lan để gọi là tận mắt xem những con quỷ đỏ, nhưng mà lại không được gặp anh CR7, khá là buồn. Mình cũng mới đọc một cái tin đó là anh CR7 đang có thập thọp gọi là muốn vào AS Roma trở về với ông Mourinho, nhưng mà không biết là tin này thì có tin được không thì cũng chưa xác minh được. Kèo này thì mình dự kiến rằng sẽ có chiến thắng khoảng 4-0 cho những con quỷ đỏ vùng Manchester. Đó là cái nhận định của mình trong trận đấu này. Anh em có ý kiến gì khác để lại bình luận sau video nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhận định của mình. Video tiếp theo chúng mình nhận định trận đấu diễn ra giữa Liverpool và Crystal Palace. Trận đấu diễn ra gọi là ngay sau đây. Cảm ơn anh em, nhớ theo dõi nhé.